Xin kính chào quý vị và các bạn. VF6 sẽ là chiếc xe tiếp theo mà chúng tôi sẽ giới thiệu ngày hôm nay. Để mọi người có thể nhìn rõ hơn thì mời anh camera đi gần lại đây một chút. Và đây là chiếc VF6, chiếc xe cỡ B. Chiếc xe cỡ B, và hiện tại thì do yêu cầu của bán từ trước nên chúng tôi chưa mở được cửa ra để xem qua nội thất chiếc xe này, nên chúng ta sẽ điểm xuyết một số về ngoại thất của chiếc xe này. Và với cảm quan của tôi thì chiếc xe này nó có nhiều nét tương đồng với VF5. Và bây giờ mời mọi người xem từ đầu xe. Cánh chim chữ V và logo VinFast nó rất giống với VF5, kể cả cách thiết kế cụm đèn phía trước. Tuy nhiên thì ở VF6 thì nó đẹp và nó sắc nét hơn. Đó. Đèn gầm LED luôn, đèn pha LED, vi LED. Phía trước này thì VinFast có các cảm biến đây. Logo chữ V. Và vẫn sử dụng radar cho tính năng ADAS. Vành rất lớn. Mọi người có thể thấy đây. Vành này rất lớn. Vành này tôi nghĩ nó phải tầm 19-20 inch và có cam 360. Đây, mọi người có thể xem về nội thất của chiếc xe này. Nó thiết kế tương đồng với VF5, kể cả khoảng yên, khoảng hở. Và tôi cũng phân vân là không hiểu tại sao thì VF6 vẫn thiết kế nó hở như thế này và nó không đẩy cao cái yên xe để các cái hộc, để đồ, để điện thoại được nhiều hơn. Ghế da rất là đẹp, bệ tì tay của một chiếc xe cỡ B cũng to. Những chiếc xe cỡ B thường có cái thiếu hụt đó là cái thiết kế bệ tì tay rất là bé, ngồi thì rất bất tiện. Nhưng ở VF6 thì thiết kế to rộng. Và kia là cái màn hình. Ở góc này chúng ta có thể thấy cái màn hình trung tâm này, giải trí trung tâm này nó sẽ hướng rất nhiều về phía người lái, với một chiếc vô lăng đi cắt bọc da rất đẹp. Và cần các cái phím số PRND nó tích hợp cùng với cụm cửa gió điều hòa và màn hình. Đấy, mọi người có thể xem từ trên xuống đây. PRND đút ấn rất là đẹp như những chiếc xe máy bay, những chiếc máy bay, xin lỗi. Và đây là nội thất này, ở hàng ghế sau rất đẹp, có cả bệ tì tay ở hàng ghế sau, thiết kế ghế là hai màu. Đây, ở VF6 thì nó có rất nhiều điểm tương đồng với VF5. Và như mọi người thấy thì VinFast vẫn dùng hai camera, cho một camera lùi, một camera cho camera lùi mà một camera cho hệ thống cam 360 độ. Đây. Và ở giữa là nút bấm logo VF6 và có rất nhiều cảm biến ở đây. Gầm xe. Mọi người có thể thấy gầm xe của xe này. Ô tô đặt sau cho cô. Đây là phiên bản demo nên có thể cái giải LED này là nó chưa lắp vào. Tuy nhiên khi mà bán tôi hy vọng là sẽ có giải LED. Và đây vẫn là cái dòng chữ này VinFast. Này nó giống như những dòng xe xăng trước đây của VinFast. Họ vẫn để một số mẫu xe thì không còn chữ VinFast, nhưng ở VF6 thì vẫn để dòng chữ VinFast. Có đèn báo phanh trên cao. Cánh lướt gió đuôi cá rất là đẹp. Có giá nóc đẹp nhựa. Màu mạ chrome đấy. Đây cũng có một nút bấm mở cửa thông minh rạch tay, không cần chìa khóa, bạn chỉ cần đút chìa khóa vào trong túi quần. Và như thế là đây, bây giờ chúng ta sẽ xem kỹ hơn về nội thất, vô lăng đi cắt bọc da này. Đấy, khả năng là chiếc xe này sẽ có một cái màn hút hắt lên kính lái. Ngay ở vị trí này thì chúng ta có thể thấy là đây, tôi view này tôi rộng hơn. Vị trí này thấy là cái màn hình nó hướng về rất nhiều cho người lái tiện dụng. Đó. Rất là đẹp. Và bu lê đèn. Xem một chút nữa về gầm xe mọi người nhé. Rất tiếc là chúng tôi chưa có cơ hội vào bên trong xe.
do yêu cầu của ban tổ chức. Đấy, vừa rồi là những hình ảnh đầu tiên, nó chưa được nhiều, rất xin lỗi mọi người là chúng tôi chưa mở cửa được để vào xem bên trong nội thất, cũng như cái điều kiện ánh sáng ở trong triển lãm này nó không cho phép nên những hình ảnh nó không được tốt cho lắm. Và hy vọng là phiên bản thương mại của F6 sẽ sớm ra mắt và chúng tôi sẽ có kịp giới thiệu và trải nghiệm với mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại. Bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ với mọi người về cái thông số của F6. Thì khác với F5 chỉ có một phiên bản, đến hôm nay thì F6 có hai phiên bản, Eco và Plus. Cái đặt tên cũng giống như là F8, F9. Thì chiều dài cơ sở của chiếc xe này là 2730mm và kích thước tổng thể là 4m2 chiều dài. Pin khả dụng là 59,6kW và theo công bố sản xuất thì theo tiêu chuẩn WLTP thì 400km là cái quãng đường chạy được tối đa cho một lần sạc. Và động cơ của VF6 bản Eco có công suất tối đa 174 mã lực, mô men xoắn cực đại 250 Nm, dẫn động cầu trước, la răng 17 inch, màn hình giải trí các bạn vừa thấy là 12,9 inch. Và đối với phiên bản Plus thì cao cấp hơn với sức mạnh lên tới 201 mã lực, cùng mô men xoắn cực đại là 310 Nm, dẫn động cầu trước, lốp cũng 19 inch. Và đây là phiên bản Plus 19 inch mọi người ạ. Đó là những cái thông số